Tin giáo sứ Kỉnh Nhượng Hạt Phước Thành, giáo sứ Kỉnh Nhượng dân thánh lễ tạ ơn hoàn thành đền thánh Phêrô. Vào lúc 18 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2021, cha Gioan Bautista Trần Đình Phùng, chính xứ Kỉnh Nhượng cùng toàn thể giáo dân trong xứ, đặc biệt là giáo dân thuộc khu Phêrô, vui mừng dân lễ tạ ơn hoàn thành đài thánh Phêrô. Nơi đây, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng cầu nguyện cùng thánh Phêrô. Theo gương của Ngài, giáo sứ kính Nhượng mong muốn kín mút được nhiều ân lành từ Thiên Chúa. Vào lúc 18 giờ, Cha Juan Bautista cùng ban đại diện tiến lên lễ đài Phêrô để bắt đầu thánh lễ tạ ơn. Đây là công trình đúc kết từ bao lời cầu nguyện và hy sinh của nhiều người trong giáo xứ. Từ ngày bắt đầu xây dựng tượng đài 28 tháng 6 năm 2020 cho đến hôm nay, biết bao lời cầu nguyện và ước nguyện của mọi người đã được dâng lên. Theo gương thánh Phêrô, mọi người dâng thánh lễ khao khát một tình yêu nhiệt thành như thánh nhân, từ đó trở nên chứng nhân và phục vụ tha nhân. Cha Gioan Bautista chia sẻ tâm tình yêu mến, kính trọng thánh Phêrô qua các tin mừng. Trong đó, tin mừng Gioan miêu tả ơn gọi của Phêrô thật đặc biệt, đó là người sẽ trở nên đá tảng của giáo hội, một con người đứng trên đầu sóng, ngọn gió lại bị khuất phục bởi ánh mắt của thầy Giêsu. Theo Chúa Giêsu, nghe lời Chúa Giêsu, ông đã thu được nhiều mẻ cá lạ lùng. Những lời tuyên xưng của Phêrô cũng phát xuất từ ơn Chúa. Đó là lòng yêu mến, nhiệt thành. Tất cả đều muốn tốt cho thầy, cho giáo hội. Nhắc lại những lần được Chúa thúc bách thể hiện lòng nhiệt thành, Cha John Bautista đưa mọi người đến cuộc thương khó của Chúa. Nhiều khi lòng nhiệt thành đó cũng không làm ông dám tiến bước, nhưng trong lòng mến, ông đã khen đẹp, trở lại và bước theo con đường của thầy, đó là con đường của người môn đệ. Kết thúc thánh lễ, ông trưởng khu Phaero thay lời giáo khu bày tỏ niềm vui và lời cảm ơn. Trước hết là lời tạ ơn Chúa. Chính Chúa đã quy tụ và ban ơn cho giáo khu có nơi quy tụ và cầu nguyện. Tiếp theo là cảm ơn cha chính xứ đã quan tâm và yêu mến, ra sức từ lúc khởi công cho đến hoàn thành. Niềm vui của giáo khu Phaero còn được thể hiện qua việc góp công góp sức, lời cầu nguyện và hiện kim của các mạnh thường quân. Tất cả điều đó, giáo khu Phaero như thấy mình cần cố gắng noi gương thánh Phaero và sống tốt hơn để đáp lại ân tình của mọi người.